Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Yên Bái xảy ra lũ quét, một người mất tích, nhiều nhà dân bị cô lập. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn cuốn trôi một cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên khiến 40 hộ dân trong thôn bị cô lập. Một cháu bé ở huyện Trạm Tấu bị trượt chân rơi xuống suối và mất tích. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do ảnh hưởng của rìa phía Nam lượn áp cao lục địa kết hợp với rìa phía Bắc giải hội tụ nhiệt đới nên từ đêm qua đến hôm nay, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có mưa vừa, mưa to và dông, làm một người mất tích cuốn trôi một cầu gỗ, làm cô lập 40 hộ dân và gây ra nhiều thiệt hại khác. Theo ông Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, vào khoảng 15 giờ ngày hôm qua, cháu Giàng Thị Dở sinh năm 2014, dân tộc Hơ Mông, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, trên đường đi từ nhà bà ngoại về nhà bị trượt chân rơi xuống suối bị mất tích. Cùng với đó, mưa lớn cuốn trôi một cầu gỗ tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Hiện 40 hộ dân ở thôn Thượng Sơn vẫn bị cô lập, không lưu thông được về trung tâm Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, mưa to đã làm tuyến đường từ km 16 đi trụ sở Ủy ban nhân dân xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bị sạt ta luy dương hai điểm với khối lượng đất đá khoảng 100 mét khối. Ngay sau khi nhận được thông báo người mất tích, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các cơ quan đơn vị đã xuống cơ sở chỉ đạo xã Bản Mù huy động lực lượng tham gia tìm kiếm với số lượng hơn 300 người. Tuy nhiên, đến nay do dòng suối chảy lớn chưa tìm thấy người mất tích. Riêng 40 hộ dân ở thôn Thượng Sơn bị cô lập tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Phong Dụ Thượng hướng dẫn người dân đi bộ hơn 1 km theo đường mới đang mở để về trung tâm xã khi cần thiết phải mua lương thực, thực phẩm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, cảnh báo mọi người dân tuyệt đối không được lội qua suối để sang trung tâm xã trong lúc mưa lũ còn đang diễn biến phức tạp sẽ nguy hiểm đến tính mạng con người. Hiện tại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Quảng Ninh mưa lớn, nhiều địa phương ngập lụt. Trong 2 ngày nay, Quảng Ninh mưa to đến rất to khiến nhiều khu dân cư ở các địa phương miền đông của tỉnh bị ngập lụt cục bộ và xuất hiện lũ trên các sông. Đại lộ Hòa Bình của thành phố Móng Cái bị ngập nước cục bộ vào sáng nay khiến các phương tiện giao thông qua khu vực này gặp khó khăn. Nước trên sông biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc dâng cao. Ở huyện Hải Hà, mưa lớn làm ngập sâu nhiều tuyến đường trong khu phố Hải Tân, thị trấn Quảng Hà. Hiện nay, thời tiết vẫn đang có mưa, dự báo sẽ còn có các đợt mưa to kéo dài trong những ngày tới. Huyện Hải Hà đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn chủ động triển khai các phương án phòng chống lụt bão, hướng dẫn nhân dân đi lại an toàn, lập các barrier và nghiêm cấm người dân qua lại các khu ngầm tràn khi đang có lũ. Tuyến đường từ khu đô thị Hải Tân ra khu công nghiệp cảng biển Hải Hà đang thi công, ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm cánh đồng lúa hai bên đường bị ngập. Mưa lớn khiến nước lũ sông Hà Cối dâng cao. Hiện các địa phương của Quảng Ninh đã chủ động đảm bảo các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ và 3 sẵn sàng, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới nhân dân về tình hình mưa lũ, chủ động phòng chống lụt bão trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài. Gần 1.700 hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập sâu trong nước. Dù trời đã ngừng mưa, nhưng nhiều địa bàn ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập nặng do nước lũ từ các sông đổ về. Tính tới sáng nay, tình hình ngập lụt tại các huyện Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê vẫn đang diễn biến phức tạp với gần 1.700 hộ dân bị ngập. Các huyện bị ngập nặng là Đức Thọ với hơn 1.000 hộ dân, huyện Nghi Xuân có 499 hộ, huyện Hương Sơn có 36 hộ bị ngập, huyện Hương Khê có 6 thôn bị cô lập. Hiện tại nước lũ từ sông La và sông Cả vẫn tiếp tục đổ về. 4/5 xã ngoài đê của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh gần như bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều hộ dân bị nước lũ ngập vào nhà từ 0,5 đến 1,2 mét.
Ngoài ra, tại các địa phương vẫn đang có nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn bị ngập nước, gây khó khăn và nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trong đó, tuyến quốc lộ 1 qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân vẫn đang bị ngập đoạn từ km 475+400 tới km 478 với độ sâu từ 50-70 cm. Hiện ngành chức năng lắp dựng barrier và cử lực lượng phân luồng giao thông ở phía bắc tại điểm giao đường tránh thị xã Hồng Lĩnh và phía nam tại nút giao quốc lộ 8. Tính đến sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ghi nhận có 2 người ở xã Hương Thủy, huyện Hương Khê bị thương. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ mưa lũ, tổ chức lực lượng kiểm tra rà soát các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động, bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân. Cận cảnh là hình ảnh trường học, nhà cửa ngập nặng do mưa lũ ở Hà Tĩnh. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập nặng, nhiều trường học, đường giao thông đang chìm trong biển nước. Mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho đoạn quốc lộ 1A qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh khiến phương tiện giao thông không thể qua lại. Đến chiều cùng ngày, đoạn đường này vẫn chưa thể thông tuyến do vẫn còn ngập lụt sâu. Khu vực đồi chè xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, dòng nước lũ bao vây. Một nhà dân ở huyện Đức Thọ bị ngập nặng. Ở huyện Đức Thọ, nhiều xã như Quang Vĩnh, Bùi La Nhân, Tùng Châu, Liên Minh bị ngập sâu. Một số tuyến đường dân sinh bị ngập từ 20-50 cm. Một trường mầm non bị nước lũ bao vây. Nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ, thời gian nghỉ học căn cứ vào diễn biến mưa lũ trên địa bàn. Khi thời tiết ổn định, an toàn, các trường sẽ tổ chức cho học sinh đến trường trở lại. Nước ngập sâu, người dân phải kê các vật dụng lên cao. Tại huyện Nghi Xuân, nhiều tuyến đường trục chính cũng bị ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập sâu đến 1 mét, giao thông hầu như tê liệt hoàn toàn. Nhà văn hóa xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân chìm trong nước lũ. Ảnh hưởng do mưa lớn cùng với nước từ thượng nguồn đổ về khiến xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn ngập sâu nhiều ngày nay. Toàn xã có 20 thôn, đến trưa ngày hôm qua vẫn còn 18 thôn với gần 10.000 dân bị cô lập. Trong đó có những thôn như An Thủy, Châu Lâm, Kim Sơn, Minh Giang ngập sâu từ 3-4 mét. Để công tác phòng chống lụt bão đạt hiệu quả cao nhất, xã Kim Hoa bố trí lực lượng 150 người ở 20 thôn trên địa bàn xã, thường xuyên túc trực 24/24 giờ để phát hiện và xử lý kịp thời những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi thấy nước bắt đầu dâng lên, người dân đưa gia súc đi sơ tán lên chỗ cao, đảm bảo an toàn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng, 2 người bị thương do kê đồ tránh lũ. Bão vừa qua, người dân Quảng Nam lại gấp rút di dời đồ đạc vì cảnh báo lũ quét cấp độ 2. Mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn Quảng Nam điều tiết xả lũ sau bão Noru đã khiến mực nước trên sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao, nhiều nơi ở phố cổ Hội An chìm vào ngập lụt. Bão Noru càn quét thành phố Hội An, Quảng Nam từ 4 ngày nay, khi người dân đang loay hoay khắc phục hậu quả bão thì song song với đó họ phải di dời đồ đạc lên cao để đối phó với chiều cường lũ quét. Mưa lớn cùng với thủy điện trên thượng nguồn Quảng Nam điều tiết xả lũ sau bão Noru đã khiến mực nước trên sông Thu Bồn, sông Hoài dâng cao, khiến nhiều nơi ở phố cổ Hội An chìm vào ngập lụt. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại mực nước trên các sông ở Quảng Nam, thượng nguồn sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và sông Đắk La, tỉnh Kon Tum đang lên nhanh. Chưa kịp dọn dẹp sau bão, người dân phố cổ Hội An lại phải chạy lũ. Mực nước trên sông Thu Bồn đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang đến mức báo động 2. Chiều tối qua, mưa lớn kéo dài mực nước sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn bắt đầu dâng cao tràn lên 2 tuyến đường chạy dọc ven sông là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu. Sau bão, mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng mực nước ở sông Thu Bồn vẫn tiếp tục dâng lên và bủa vây nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Thị Minh Khai. Bị ngập sâu nhất là đường Bạch Đằng có đoạn ngập hơn 1 mét. Lũ quét vốn dĩ không phải là một hiện tượng xa lạ với thành phố Hội An. Nhiều năm nay, song song với những cơn bão áp thấp nhiệt đới, người dân Hội An vừa phải ứng phó với lũ quét, chiều cường dâng cao, một số hình ảnh đợt ngập lụt sau bão Noru tại phố cổ Hội An hiện tại. Công tác di dời đồ đạc diễn ra trong tích tắc.
dịch vụ ngắm phố cổ bằng xuồng sau bão cũng bất ngờ được ưa chuộng. Được biết, công tác di rời đồ đạc của người dân phố cổ Hội An được thực hiện vỏn vẹn trong một buổi sáng. Đa phần người dân sẽ treo đồ lên cao, thậm chí có tiểu thương còn trưng dụng nóc nhà làm nơi chứa đồ tránh lũ quét. Theo một tiểu thương tại chợ Hội An cho biết, họ thường xuyên gặp lũ nên việc này không quá xa lạ. Một năm chạy lũ ít nhất 2 lần, có năm 4 đến 5 lần, chuyện này chẳng có gì là lạ. Có năm nay, mực nước lên chậm hơn mọi năm. Theo kinh nghiệm của tôi, mực nước này có thể dâng cao lên đến nóc nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ 4 ngày nay trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và hạ lưu sông Đắk La đã xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 m, hạ lưu từ 2 đến 3 m, đỉnh lũ trên sông Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và hạ lưu sông Đắk La lên mức báo động 1, báo động 2. Các sông nhỏ thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, thượng lưu sông Cả Nghệ An, sông Ngàn Sâu Hà Tĩnh lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum, đặc biệt tại các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Quảng Trị, Phong Điền, A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Quảng Nam, Tum Mơ Rông, Con Plông, Đắk Rây, Đắk Tô, Kon Tum. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.